Dưới đây là một số bài học kinh doanh quan trọng rút ra từ những người thành công, chứa đựng những nguyên tắc và chiến lược quan trọng có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực. 1. Tập trung vào khách hàng. Bài học từ Jeff Bezos, Amazon. Jeff Bezos luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của khách hàng. Ông tin rằng việc đặt khách hàng lên hàng đầu và tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho họ là chìa khóa để thành công. Amazon đã thành công nhờ vào việc không ngừng cải thiện dịch vụ khách hàng, từ chính sách hoàn trả dễ dàng đến giao hàng nhanh chóng. 2. Đổi mới và sáng tạo. Bài học từ Steve Jobs, Apple. Steve Jobs là biểu tượng của sự đổi mới. Ông luôn khuyến khích sự sáng tạo và tìm kiếm những ý tưởng đột phá. Apple đã thành công với những sản phẩm như iPhone, iPad và MacBook nhờ vào sự đổi mới không ngừng. Bài học ở đây là luôn tìm kiếm cách để cải tiến sản phẩm và dịch vụ, không ngại thử nghiệm những điều mới mẻ. 3. Kiên trì và bền bỉ. Bài học từ Elon Musk, Tesla, Space. Elon Musk đã phải đối mặt với nhiều thất bại và thách thức trong sự nghiệp của mình, nhưng ông luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Space đã gặp nhiều thất bại trong các lần phóng tên lửa đầu tiên, nhưng Musk không bỏ cuộc. Sự kiên trì này đã giúp ông đạt được những thành tựu to lớn. Bài học là không bỏ cuộc khi gặp khó khăn và luôn cố gắng đến cùng. 4. Xây dựng đội ngũ mạnh. Bài học từ Richard Branson, Virgin Group. Richard Branson tin rằng con người là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp. Ông luôn tìm kiếm và xây dựng một đội ngũ làm việc mạnh mẽ, biết cách tận dụng tài năng của mỗi cá nhân. Virgin Group đã thành công trong nhiều lĩnh vực nhờ vào việc có một đội ngũ làm việc gắn kết và sáng tạo. Bài học là hãy tuyển dụng và phát triển những người tài năng, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực. 5. Quản lý tài chính thông minh Bài học từ Warren Buffet, Berkshire Hathaway Warren Buffett nổi tiếng với triết lý đầu tư dài hạn và quản lý tài chính cẩn thận. Ông luôn tìm kiếm các công ty có giá trị thực sự và đầu tư vào chúng trong thời gian dài. Buffett cũng rất thận trọng trong việc quản lý rủi ro và chi tiêu. Bài học là phải có chiến lược tài chính rõ ràng, biết cách đầu tư thông minh và quản lý rủi ro. 6. Tạo dựng thương hiệu mạnh. Bài học từ Hogwarts, Starbucks Howard Schultz đã biến Starbucks thành một thương hiệu toàn cầu bằng cách tập trung vào trải nghiệm khách hàng và xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ. Starbucks không chỉ bán cà phê mà còn bán trải nghiệm, nơi khách hàng cảm thấy thoải mái và được trân trọng. Bài học là xây dựng một thương hiệu độc đáo và đáng nhớ, tạo ra giá trị vượt xa sản phẩm hay dịch vụ cơ bản. 7. Tư duy dài hạn Bài học từ Jack Ma, Alibaba Jack Ma luôn khuyên doanh nhân nên có tư duy dài hạn và không nên tìm kiếm thành công tức thời. Alibaba đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc kiên định với tầm nhìn dài hạn, tập trung vào việc xây dựng nền tảng thương mại điện tử vững chắc. Bài học là phải có tầm nhìn xa và kiên định với mục tiêu dài hạn, thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn 8. Luôn học hỏi và phát triển bản thân. Bill Gates, Microsoft Bill Gates nổi tiếng với thói quen đọc sách và học hỏi không ngừng. Ông tin rằng việc liên tục học hỏi và cập nhật kiến thức mới là điều quan trọng để duy trì sự cạnh tranh và phát triển. 9. Đam mê và tận tâm với công việc. Oprah Winfrey Network. Oprah Winfrey đã xây dựng một đế chế truyền thông nhờ vào đam mê và tận tâm với công việc của mình. Sự nhiệt tình và cam kết này đã giúp cô vượt qua nhiều thách thức và đạt được thành công rực rỡ. 10. Tập trung vào chất lượng sản phẩm Walt Disney, Disney Walt Disney luôn đặt chất lượng lên hàng đầu trong mọi sản phẩm của mình, từ phim hoạt hình đến công viên giải trí. Tập trung vào chất lượng giúp Disney xây dựng được niềm tin và lòng trung thành của khách hàng. 11. Tận dụng cơ hội và thị trường mới Mark Zuckerberg, Facebook. Mark Zuckerberg đã nhìn thấy tiềm năng của mạng xã hội và tận dụng cơ hội để phát triển Facebook thành một nền tảng toàn cầu. Khả năng nhận diện và tận dụng cơ hội mới là yếu tố quan trọng để thành công. 12. Khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng. PepsiCo. Cựu CEO của PepsiCo, nổi tiếng với khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho nhân viên. Bà đã dẫn dắt công ty qua nhiều giai đoạn phát triển và đổi mới, tạo ra môi trường làm việc tích cực và năng động. 13. Sự khiêm tốn và biết lắng nghe. Larry Page, Google. Larry Page, đồng sáng lập Google, luôn giữ sự khiêm tốn và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác. Sự khiêm tốn giúp ông học hỏi từ những người xung quanh và cải thiện bản thân và công ty liên tục. 14. Hiểu rõ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Sam Walton, Walmart. Sam Walton, người sáng lập Walmart, luôn tập trung vào việc cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng. Ông xây dựng doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc cung cấp sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. 15. Tính kiên nhẫn và định hướng dài hạn. Henry Ford, Ford Motor Company. Henry Ford kiên trì với tầm nhìn về sản xuất hàng loạt ô tô giá rẻ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn ban đầu, ông vẫn kiên nhẫn và tập trung vào mục tiêu dài hạn, dẫn đến thành công với mẫu xe Ford 16. Chấp nhận và học hỏi từ thất bại. Thomas Edison. Thomas Edison, nhà phát minh nổi tiếng, đã trải qua hàng ngàn lần thất bại trước khi thành công với bóng đèn sợi đốt. Ông coi mỗi lần thất bại là một bước tiến gần hơn đến thành công. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi từ thất bại. 17. Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ Richard Branson, Virgin Group Richard Branson đã mở rộng Virgin Group từ một công ty âm nhạc nhỏ thành một tập đoàn đa quốc gia với nhiều lĩnh vực kinh doanh, từ hàng không đến viễn thông sự đa dạng hóa giúp Virgin Group giảm thiểu rủi ro và tận dụng nhiều cơ hội thị trường. 18. Phát triển công nghệ và đổi mới liên tục. Bill Gates, Microsoft. Bill Gates đã định hình ngành công nghiệp phần mềm bằng cách liên tục đổi mới và phát triển công nghệ. Microsoft không ngừng cải tiến sản phẩm và mở rộng danh mục sản phẩm của mình, giúp Microsoft giữ vững được vị trí dẫn đầu của mình trong ngành công nghệ.